Dạ, shop Thanh Trực mến chào quý cô chú và anh chị đã đến với kênh Đồ Sư Mê Công. Thì hôm nay shop em có một số đồ gốm đàn dào và đồ gỗ để giao lưu cùng với quý cô chú anh chị. Là nếu đầu tiên thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đồng hồ shop của em. Rồi mã số 1A đầu tiên hôm nay thì em có được hai cái dĩa hàng gốm Nhật này ạ. À, bên trong dĩa ra. Chân đế của nó là đều có mộc ạ. Đường kính dĩa này là 31. Rồi hai cái dĩa đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Mã số 2 này em cũng có được hai cái dĩa hàn gốm tàu này nữa hả? Đường kính dĩa này là 25. Rồi hai cái dĩa hàn gốm tàu này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 3 này thì em có được 9 cái dĩa hàn gốm Nhật này ạ. Này nó được tới 9 cái luôn ạ. Chân đế của nó đây ạ. Đường kính dĩa này là 19. Rồi 9 cái dĩa này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 4 này thì em có được 5 cái dĩa hàng gốm tàu này ạ. Hàng vẽ tay hết ạ. Chân đi. Đường kính dĩa này là 17. Rồi 5 cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 5 này thì em cũng có được 5 cái dĩa cũng là hàng gốm Nhật này nữa ạ. Đây ạ. Chân đế của nó là đều có mộc hết ạ. Đường kính dĩa này là 15. Rồi 5 cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 300 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939 663 557 ạ. Mã số 6 này thì em có được ba cái tô lục giác này ạ. Này là hàng gốm Nhật ạ. Bên trong tô này ạ. Nước men thì rất là sáng luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao tô là 5 sân, đường kính ngang lại là 17. Rồi ba cái tô hàng gốm Nhật này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 600 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 7 này em cũng có được hai cái tô hàng gốm Nhật này nữa ạ. Một cái lớn với một cái nhỏ ạ. Chiều cao của cái lớn này là 7 sân, đường kính ngang lại là 20. Chiều cao của cái nhỏ này là 6 sân, đường kính ngang lại là 17. Rồi hai cái tô này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 8 này thì em có được 5 cái chén hàng gốm tàu này ạ. Chiều cao chén là 6 phân, đường kính ngang lại là 10 sân. Rồi 5 cái chén này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 9 này em cũng có được 5 cái chén hàng gốm tàu này nữa ạ. Chiều cao là 5 sân, đường kính ngang lại là 12. Rồi 5 cái chén này em cũng giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 10 này thì em có được hai cái cặp thố này ạ. À. Hàng thì liên lạc hết ạ. À. Chiều cao của cái thố này là 5 sân, đường kính ngang lại là 14, đường kính ngang của cái dĩa này là 17. Rồi hai cặp thố này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 11 này thì em có một bộ này ạ. À. Gồm một cái dĩa, một cái tô và một cái ly ạ. À. Đó là hàng gốm tàu ạ. À. Đường kính của cái dĩa này là 17. Đường kính của cái tô này cũng là 17 luôn. Chiều cao của cái ly này 9 sân, đường kính ngang lại là 8 sân. Rồi một bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 12 này thì em có một cái tách trà này ạ. À. Rất là dễ thương luôn ạ.
Chiều cao cái tách này là 6 phân, đường kính ngang lại là 9 sân, đường kính ngang của cái dĩa này là 15. Rồi cái tách trà này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 13 này thì em có một bộ tách trà này ạ. Mới gồm 5 cái ly và cái bình trà. Bên trong thì nước men rất là sáng lắm nha quý cô chú và anh chị. Chân đĩa là đều có mỏng hết ạ. Chiều cao ly là 4 sân, đường kính ngang lại là 8 sân. Chiều cao của cái bình trà này là 8 sân. Rồi một bộ tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Lên luôn cái bình đó luôn đi. Mã số 14 và mã số 15 này thì em có được hai cái bình gốm chu đậu này nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao bình là 14. Quanh bụng là 45. Rồi mỗi cái bình này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn một cái. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 16 này thì em có một cặp đèn gốm này ạ. Ống khói thì bây giờ chiều cao đèn này là 35. Quanh bụng là 24. Rồi một cặp đèn này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.100.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 17 này thì em có cái đèn gốm này nữa hả? Ống khói thì bút mực ạ. Hàng thì liền lạc hết ạ. Chiều cao của cái đèn này là 45. Quanh bụng là 30. Rồi cái đèn này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 18 và mã số 19 này em có một cặp đèn bầu pha lê này ạ. Cái chân thì bằng đồng ạ. Những cái đèn này thì em sẽ bao hàng không có bị lủng chảy gì hết ạ. Chiều cao của cái đèn này là 46, đường kính bầu là 13. Rồi mỗi cái đèn này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.700.000 một cây. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557 ạ. Mã số 20 này thì em có cái đèn măng sông này ạ. Cái đèn này thì hiệu của nó là trái tim ạ. Đèn này thì em sẽ bao làm sáng cho quý cô chú và anh chị ạ. Chiều cao của cái đèn này là 32. Quanh bụng là 50. Rồi cái đèn măng sông này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 21 này thì em có một cặp ché hoàng lá thiêu men chảy này ạ. Cái cặp ché này thì trên cái miệng ché và cái quai thì em đã làm lại nha quý cô chú và anh chị. Còn cái thân của nó đi xuống nó là lành tích à. Chiều cao của ché này là 54. Ngang miệng là 22. Quanh bụng là 1m12. Rồi một cặp ché hàng lấy thiêu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557 ạ. Mã số 22 này thì em có một bộ bàn tròn này ạ. Gồm 5 cái ghế và một cái bàn. Chất liệu gỗ là gỗ đỏ ạ. Trên cái mặt bàn và mặt ghế của mình thì nó có một miếng đá văn mai ạ. Còn xung quanh là chạm và độc thủ công tay hết ạ. Chim hoa. Chiều cao của cái ghế này là 52. Ngang cái mặt ghế mình ngồi là 31. Đây, bên trong ghế đây. Chiều cao của cái bàn này là 78. Ngang cái mặt bàn của mình đó là 74. Đó là thông số của bàn này. Rồi mã số 22 này em giao lưu với quý cô chú anh chị bộ bàn chất liệu gỗ là gỗ đỏ này 20 triệu em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 22 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay thì một lần nữa em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và em cảm ơn ạ.